từ lấy con cây kẹo mút. Đây con. Chú đang làm gì vậy chú? Chú tô tường labu để tặng cho Crush nè. Con xem có đẹp không? Trời ơi, chú tô vậy là Crush bỏ chạy luôn á. Vậy hả con? Con tô lại giúp chú được không? Ca này hơi khó rồi nha. Con tô lại giúp chú đi. Chú không tính tiền gạo của con đâu. Wow. Chú tặng cho con một bịch cây cây nữa nè. Thôi được rồi, để đó cho con. Trời ơi, chú Tư nghĩ sao mà tô con Labubu màu xanh với màu hồng vậy nè. Rồi còn tô hai con mắt màu cam nữa chứ. Bây giờ thì mình sẽ tô lại con Labubu này màu nâu nha mọi người. Tô con mắt nữa là xong nè. Con tô xong rồi nè chú Tư. Đẹp quá con ơi. Cây cây của con nè. Dạ. Các con ơi, các con thấy bé bông tô có đẹp không? Nếu thấy đẹp thì hãy cho một like, một đăng ký nha. À, chú Tư có cài Labubu nữa nè. À, bé bông đừng cài. Đẹp không chú Tư? Đẹp, đẹp. Bé bông hôm nay mày đặt cài Labubu đồ ha. À. Sao vậy nè? Các cài Labubu này bị yếm bùa đó con. Hồi nãy chú dặn là đừng có cài rồi mà. Phải làm sao đây chú Tư? Tại con thấy cái cài Labubu này. À, biết rồi nè. Nếu mà bà nói Labubu là bị điện á. Vậy con thường chú là Labubu đó con. Con đừng có nói nữa mà bé bông nó lại bị giật điện. Chú Tư vừa mới nói luôn á. Hay vậy hả? Chú xin lỗi. Cho con dính mất chú Tư ơi. Phải làm sao đây? Thì con cứ lấy ra thôi. Hả? Sao nãy giờ chú không nói? À, hồi nãy chú rối quá nên chú quên. Chú Tư, tấm sticker Labubu này bao nhiêu tiền vậy chú? Tấm này 20.000, tặng thêm một tấm capybara này con. Wow, mua một tặng một luôn á chú. Ừ, đúng rồi con, hôm nay chú khuyến mãi đó con. Dạ, vậy chú lấy con cái này đi. Ê Nam, tôi mua một tấm sticker Labubu, được tặng thêm một tấm capybara nè. Đẹp wow. Quá ha, bà mua bao nhiêu tiền? Tôi mua một tấm 20, được thêm một tấm nữa nè. Ha, vậy là bà mua bị mắc rồi, tôi mua một tấm có 5.000 nè. Chú Tư. Chú Tư có tượng xin sầu đời không chú? Hả? Làm gì có con. Chú chỉ có tượng xin sầu riêng thôi à. À đúng rồi, là tượng xin sầu riêng. Con nhầm. Đây của con nè, 50.000 nha con. Tiền của chú nè. Mình sẽ tô quả sầu riêng này màu xanh nè. Thêm một ít màu vàng nữa nha. Cái tượng xin sầu riêng này phải nói là siêu to khủng lồ luôn. Tô hoài mà không xong nè. Bây giờ mình sẽ tô lông mày và vẽ mắt cho nó nha. Chú thấy con tôi có đẹp không nè? Wow, y chang trái sầu riêng thật luôn. Dạ, chào chú Long Việt nha. Công nhận mấy bông tôi tưởng xin sầu riêng đẹp thật. Các con có thấy vậy không? Nếu có thì hãy nhấn like và đăng ký nha. Wow, chú Tư thổi bóng bóng to mà đẹp quá à. Định nịnh nọt gì tôi nữa đây. Con muốn ăn cây cây mà con không có tiền. Chú Tư bán thí cho con nha. Không được. Nhưng mà chú. Được rồi, nhưng chú có một thử thách cho con. Wow. Thử thách gì vậy chú? Nếu con dùng cái tâm này chết vào quả bóng bóng này mà không làm cho nó nổ thì chú sẽ bán thiếu cho con. Hả? Sao chú làm khó con quá à? Không được thì thôi, chú không bán thiếu cho con nữa đâu. Thôi được rồi, chú đưa quả bóng cho con. Nè. À, có cách rồi. Được rồi nè chú Tư. Đâm dày không nổ hay gì con? Hay, cây cây của con nè. Nhớ trả tiền cho chú đó nha. Dạ, sang năm con trả nha chú. À, cái con bé này. À, bé bông, hôm nay chú có kẹo trái cây nè. Nhìn ngon quá, bao nhiêu tiền một cây vậy chú? Một cây 5.000 thôi con, rẻ lắm. Vậy chú lấy con một cái đi. Kẹo kiwi, kẹo dưa hấu, kẹo táo, kẹo thanh long, con lấy loại nào? Dạ, con lấy kẹo thanh long. Của con đây. Chú Tư bán hàng kỳ quá à. Ở bên ngoài thì có hình thanh long mà mở ra thì không có gì hết trơn á. Thì hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà con. Hả? Trời. Mua kẹo bông gòn đi con, ngon lắm, có hai màu nè. Kẹo bông gòn nhìn đẹp mà ngon quá chú à. Bao nhiêu tiền một cái vậy chú? Có 5.000 một cái à con. Cho con một cái đi chú. Của con nè. Wow, kẹo bông ngon ngon vậy. Cho tôi ăn một miếng đi. Một miếng thôi nha. Ok luôn. Ủa, ông xin có một miếng à? Sao ông ăn hết của tôi vậy? Thì tôi ăn một miếng thiệt mà. Không thì mua lại cái nữa đi. Rồi tôi ăn một miếng cho coi.
Chú ơi, bán cho con một cái kẹo bông gòn nữa đi chú. Nè con, nhìn xem nè, nhìn nó bự vậy thôi nhưng tôi ăn có một miếng à. Xem đây. Nghe tiếng chưa? Mà nãy giờ ông ăn hết sai cái kẹo bông gòn của tôi luôn rồi. Thì có một miếng à. À bé bông, Nam, lại đây chú cho nè. Dạ. Dạ, chú cho gì con và chú Tư? Qua hai đứa nè. Ha ha, xúc xích mình to hơn nè, miếng này của tôi. Sao con được cái nhỏ à? Bây giờ đứa nào ăn xong trước thì chú sẽ cho một con capybara này nè. Wow. Ha. Yummy. Ây da, nghẹn quá, ăn không nổi rồi. Con ăn xong rồi. Ây da, của con đây. Wow. Cảm ơn chú Tư. Liêu liêu cái đồ tham ăn. Chú Tư. Gì con? Chú Tư chơi trò đám hài tặc này với con đi. Thôi chú không chơi đâu. Đi mà chú. Chú mà chơi thắng thì con sẽ mua đồ cho chú. Hả? Ok ok. Bây giờ con sẽ chơi trước. Yes. Làm hết hồn luôn à. Chú Tư chơi nữa đi chú Tư. Thôi chú không chơi nữa đâu. Đau tim quá đi.